Xin chào tất cả bà con đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em. Hôm nay em tiếp tục lên hai con bò cái gách Manter nha. Hai con bò cái gách Manter là chưa có bẻ gân nha. Hai con này còn tơ, chưa con nào bẻ gân hết á. Hai con này chủ cũng nói phối rồi nha. Con này á thì chủ nói phối mười mấy ngày rồi. Còn con này thì em mới kêu Hữu Huy phối. Đang làm giống luôn nè. Mới kêu Hữu Huy phối nãy. Đây. Hai con. Hai con bò này chiều cao của nó là khiếu đủ 1m3 nha. Mới tha mấy á, bữa nay cái khước mắt rồi, không có đo được. Hai con bò này em muốn bán giá là 55 triệu nha. Hai con bò này em muốn bán giá là 55 triệu. Hai con bò đẹp dữ dằn lắm nha các bác chị. Một con thì màu đỏ. Còn con thì màu đạm nha. Bò này màu đạm nè. Bò này nó lai sao em thấy nó giống y như con bò lai ngược quá. Y như kiểu như con bò mà mẹ nó bò siêu con cấy tinh bò gách man ra vậy á. Y như bò lai ngược vậy. Hai bò cá gách man nha các bác chị. Hai con bò này là chưa có bẻ gân. Rồi em muốn bán giá là 55 triệu nha. Rồi em quay chi tiết từng con nè. Này, con bò này màu đạm nha. Xe lưng chính nha. Xe mặt cũng chính luôn. Này. Đây. Đầu dồ nè. Yếm dày. Cúng chuyền nè. Đó, nhìn vũ. Bốn móng sò nha cô bé anh chị. Bốn móng sò. Cái cây đuôi nó chà bá luôn nha. Đang làm giống nè, nãy mới bơm hết mũi nè. Quay tới con thứ hai. Cái mặt nè. Cái lưng. Bò này cái lưng nó bị sà mâu nha cô bé anh chị. Lưng nó bị sà mâu nha. Em về cũng tính chích mà thấy bơm tinh rồi chắc để lấy nhớt kha chứ không chích. Tính chích sà mâu mà bò này lỡ bơm tinh rồi. Chứ không có chích. Để lấy nhớt kha. Bốn móng sò nha cô bé anh chị. Cúng chèn nè, vũ nè. Cái đuôi một lần cho bá luôn nha. Cái đuôi hết chút chút cái đuôi không. Bộ này thì nó nhỉnh hơn một kia chút. Bốn móng sò hết nha. Em nhắc lại là hai bộ này em muốn bán giá là 55 triệu nha cô bé anh chị. Đấy. Hai con bò tơ chưa bẻ gân. Hai bò gách man chưa bẻ gân nha, chưa có hay gân nha. Bò này thì gieo được mười mấy ngày rồi. Con bò này thì mới gieo, em mới gieo hồi nãy kia kia Huy gieo. Đấy. Rồi, em hút video tại đây cho các bé anh chị.